Đó muội, mà muội nhìn thấy cầu vồng nè. Mưa với nắng cái thấy cầu vồng á ha. Rồi chờ chút xíu ơi, xem mẹ dựng bên kia rồi. Ấy đợi nắng lên để nắng. Ôi mấy bạn về đông quá, đứng xích vô trong đây để chờ mát. Cầu vồng đẹp quá ha muội. Cầu vồng ngay trường học muội nè. Đi quá xe đã, mình đi về có dừng xe nha. Từ từ đi gần gần giờ. Cầu vồng đẹp quá ha. Ơi ai thấy cầu vồng trước hết vậy? Mấy bạn hả? Mấy bạn thấy hả? Rồi mấy bạn chỉ con hả? Con thấy hả? Muội đâu rồi? Muội ơi. Trời ơi, thái độ rồi hả? Nay muội đi học rồi, có cái gì ở trường học? Có cầu vồng. Ở trường học có cầu vồng nha, muội phát hiện được cầu vồng á, ghê chưa anh hai ơi? Ghê chưa ngoại? Anh hai ơi, muội phát hiện cầu vồng á. Ghê chưa? Sao toàn con đợi nón vậy? Đợi nón đi đâu? Đi chơi. Đi chơi. Ủa, ông đi mua bánh tráng nướng. Muội đi mua bánh tráng nướng. Anh hai có ông bánh tráng nướng không? Không, anh hai ho, anh hai nói anh hai bữa nay anh hai ho, anh hai không có thèm ăn bánh tráng nướng đâu. Muội ăn đi. Rồi có ai đăng ký nữa không? Cậu ba có đăng ký không? Cậu ba có đăng ký không? Cậu ba đăng ký một cái, cậu ba một cái. Con đăng ký một cái luôn nha. Rồi còn ai nữa không? Hỏi ngoại có đăng ký cái nào không? Ngoại mới đứng đây nè. Một cái. Rồi ra hỏi ông ngoại rồi có không? Có, mẹ muốn một cái nữa là mấy cái rồi. Anh hai ho, anh hai không có đăng ký. Anh hai ơi, chào tạm biệt anh hai nha. Anh hai coi hình đi. Anh hai ho, anh hai không có đăng ký. Đi muội, đi mang giúp vô. Mang giúp vô. Rồi ra hỏi ông ngoại coi có đăng ký không rồi đi luôn. Lẹ lên. Ngoại có đăng ký không? Không. Ông ngoại không ăn. Đi. Yeah. Ăn bánh lăng phải không? Ông ngoại ăn bánh lăng. Coi chừng trơn á nha muội, đường. Trời, muội biết sao cầu vồng xuất hiện không muội? Tại vì vừa mưa vừa nắng nè. Đúng rồi, vừa mưa vừa nắng cho nên đường trơn lắm, đi. Nhưng mà cũng sợ trơn lắm. Muội sợ trơn, muội đi về biết nào mới tới. Rồi khỏi đi luôn, muội đi tới nơi chắc là tới sáng mời. Mưa thì mọc. Coi chừng trơn. Đi từ từ khỏi chạy. Mưa rồi. Trời còn nắng chang chang vậy mà mưa rồi nè. Ôi. Muội vừa mưa vừa nắng để hồi có gì xuất hiện muội. Có cầu vồng nữa. Có cầu vồng nữa ha. Nè, giờ hồi nãy ở trường cũng có cầu vồng, giờ qua chỗ mua bánh tráng cũng có cầu vồng. Đi ra để lên. Ra kìa kìa, thấy cầu vồng chưa? Con ở trong đó con cũng thấy nè. Lấy bánh về, xách bánh với bánh lăng về, bánh tráng với bánh lăng về, đi đi qua xách về mau lên bạn ơi. Mình về mình ăn dụng một miếng hai tự nhiên mình phun ra mình thấy cầu vồng đâu. Ai cầu vồng đây các bạn ơi, đây đó, muội phát hiện được cầu vồng trên nóc nhà. Đi vô muội, mưa tới luôn rồi nè. Tính ra cho mẹ xe vô nha. Sao? Ôi muội ăn dụng. Muội ăn dụng, muội chưa đi mời ai hết mà muội ăn dụng muội ơi. Rồi xách xuống mời ngoại đi. Muội ăn dụng cái rìa ngoại ơi. Bánh xe. Để muội nói. Ngoại, con chưa ăn dụng cái rìa tại vì hồi nãy mẹ nói hơi quen miệng hồi trước á. Thì có mấy lần con ăn dụm á nên mẹ nó hơi quen miệng. Giờ nó có hả? Không có. Đâu có, ngoại mở ra thử coi, ngoại kéo ra thử coi ngoại. Có chuyện gì xảy ra không? Để ngoại kiểm tra nha. Tại có con chuột ăn hơi khúc. Chuột nào ăn hơi khúc? Chuột màu vàng. Chuột màu xanh dương mà. Rồi của cậu ba đâu?
Rồi có ngoại đâu, một cách rồi. À. Đây xách ra. Có mẹ nào. Anh hai không có ăn, anh hai bị ho, anh hai buồn, anh hai không có phần, anh hai buồn rồi, hồi cho anh hai miếng. Rồi mỗi đem bánh thăng lên. Đây, rồi mỗi giờ mày ăn bánh tán của muội đi. Cô ba kêu gì kìa. Trời ơi, mụi hên quá, mụi về tới mưa đùng đùng luôn. Cậu ba lê của con. Học gì vậy? Rồi phần cậu ba đâu? Đâu vậy? Cậu ba lê. À, cái hộp giáp trên đá của mụi mà. Cất kìa để nó. Cất đi mụi. Đây, cậu ba đây. Không, cậu ba có một cái rồi nha cậu ba. Cậu ba đi. Để đi, cất lại. Cất tắm vô à. Mụi cất cái hộp hả mụi? Mụi đi đâu? Anh hai. Trời ơi, nghiệp anh hai quá, anh hai hỏi phần anh hai đâu? Anh hai giận rung. Anh hai giận rung người. Mỗi ơi, mỗi anh hai giận rung người. Mày ở đâu? Anh hai giận dữ lắm rồi đi. Anh hai giận rung người rồi. Anh hai giận rung rồi. Mỗi cho anh hai xíu thôi cũng được. Anh hai giận quá. Tại anh hai đang ho đó, em nói anh hai đang ho. Cho nên anh hai không có ăn được đâu. Chút xíu thôi nha con. Ừ, nhắm mắt lại con chuột nào ăn của ta thôi. À, con chuột nào ăn của muội rồi. Mẹ, đúng không? Mẹ, con bắt cái này nè. Trời ơi, anh hai giận quá. Nè, đây nè, nó chứ có mua phần cho anh hai nè. Mà tại anh hai ho, chưa. Đó, thấy không? Mới nhắc anh hai ho. Anh hai giận rung người, anh hai hỏi phần anh hai đâu? Anh hai đâu? Vậy đi con, hỏi lại đi. Hỏi lại em muội đi, cho nó quê vậy. Đâu, phần anh hai đâu? Còn anh hai đâu? Ai cũng được mời hết, có anh hai không có gì hết trơn, anh hai giận. Còn anh hai của anh nè. Ừ. Anh hai đó phải không? Đúng rồi. Rồi. Còn anh hai à. À, phần anh hai á. Em đâu phát hiện ra, em đem lại, em đâu phát hiện ra con chuột nào. Trời ơi. Vàng vàng, nhưng mà không phải em đã ăn mất một miếng của anh hai rồi. Chuột vàng ăn rồi, chuột vàng ăn của mùa của anh hai ăn mới rồi. Thôi bye bye các bạn đi. Bye bye các bạn nha. Nói tóm lại là không phải chuột muội. Tóm lại không phải chuột muội hả? Rồi ngoài cho anh hai ăn rồi. Bye bye các bạn ơi anh hai. Đó mẹ thấy chưa, con uy tín chưa? Con nói là con ăn. Mà con không ăn nha. Ừ. Con uy tín nè, quá à. Nó, anh hai đang ho nên con ăn bớt lại, con uy tín không? Uy tín quá. Uy tín không? Uy tín quá. Cái hộp cất chưa? Cất rồi, bye bye. Ăn của mọi người mà người nói dối ấy là ăn của phần anh hai ơi. Ê, nghe được chưa? Bye bye mũi nha. Mũi có con gì tới ngực đẹp mũi. Đâu vậy? Nó đang ngủ hả? Đang nằm ngủ, khóa nó nè.